mình đi Bình Thuận mình ghé vườn nho. Mình trời mưa, tuy rằng mưa đường sình lội nhưng mình cũng dán vô cái quay clip đem về cho khán giả của mình xem. Các bạn xem nhớ ủng hộ Mai Mai Vlog nha. Mình sẽ cố gắng ra được nhiều video hay hơn nha. Đây nó gần gần bên cái tai mình sát sát luôn nè cả nhà. Nghe mùi thơm thơm mùi nho. Nhưng mà chưa có ăn được. Chỉ giờ hửi thôi, ngắm thôi nha cả nhà, chứ chưa có được hái ăn nha. Hôm nay gia đình mình đi mũi né mấy ngày nay, bây giờ trên đường về nha cả nhà. Đường này đường Võ An Giáp nè. An Giáp. Bây giờ mình về mình sẽ ghé vườn nho nha. Từ đây đến vườn nho bao nhiêu nữa? 47 cây số. 47 cây từ từ biển Mũi Né mình sẽ đến đó là 47 cây nha cả nhà. Mời cả nhà hãy đến vườn nho cùng mình thôi. Mời cả nhà xem ủng hộ mình nha cả nhà. Mình sẽ quay nhiều video hay giải trí cuộc sống hàng ngày. Mời các bạn xem và ủng hộ nha. Đây là cái đường mình đến vườn nho nha cả nhà. Còn 4 cây số nữa là mình sẽ tới nơi nha. Hai bên đường cây cối cũng mát mẻ lắm nha cả nhà. Mà đi vào rừng U Minh, rừng U Minh. Rừng U Minh. Cắm rừng U Minh tạp thóm vậy thôi. Tạp thóm. Hai bên đây là cây gì mình không biết nữa. Có nghĩa là cái đường này nó cũng vắng nha. Bây giờ đến nơi là mình sẽ view tiếp nha cả nhà. Đến đây mình mua vé vô á. Hình như người lớn là 100 mà trẻ em là 50 á. Còn nho tính rẻ là 1 ký có 1 triệu à. 3 ký vậy bán. Về Sài Gòn công mình đi nó bán na 1,5 triệu. Mình tới trang trại trồng nho nha cả nhà. Mà trời mưa to quá đó, mình chưa có ra vườn nho được nha cả nhà. Mưa quá lớn luôn. Đi bão phải chịu rồi. Đường vô vườn nho nó nếu mà đi đến tháng nắng á thì nó sẽ sạch sẽ. Tháng mưa thì nó hơi đường nó hơi dơ nha cả nhà. Tại đây ta làm trồng nông mà. Nên cái con đường đó cũng không tới nơi à. Vườn nho nha cả nhà. Đây, hôm nay mình đến vườn nho. Đây là nho đen hả? Nho đỏ hả? Nho đen. Nó phải đen nó chưa? Nó hơi đỏ. Đây có cô hướng dẫn riêng chỉ cho mình để mình đi vô nó dễ hơn nha cả nhà. Con gì mà nó thiêu dữ vậy ha? Cái con vậy em? Dạ, mình đem đánh bãi chim á chị. À, đánh chim. Mình xài nó xuống ăn á hả? Không dùng xuống không, nhưng mình vớt sâu thì mình tự bắt cầu chim thì mình đánh bãi. À, cái nho này là nho Mỹ hay nho gì em? Dạ, giống này là giống của đá lên lúc này giống nhập khẩu từ Mỹ. Vậy hả? Nhưng mà nó ngọt ha, chắc nhìn. Ngọt chị, nhưng mà giai đoạn này mình chưa có thu hoạch được. Mình mới là chín bón thôi. Nhưng mà cái loại này nó nhỏ nhỏ vậy thôi hả? Nó đâu có bự nữa hả? Khi mà nó chín nó sẽ bự lên như vậy để mình bự như vậy. Vậy là nó bự nhất rồi đó hả? Anh chị mình tham quan vui lòng hôm hái thêm chùm giùm em nha. Để có lúc nữa các người sẽ đem nho tới để cho mình thử. À vậy hả? Dạ. Mình đi mấy cái núi này nó đẹp hơn. Cái cứu này dễ thương hơn nè. Dạ. Cứu này nho nhiều lắm nè. Ký em.
nho hiện tại là chỉ có nho giống giống khác, giống nho không hạt, giống Sakalata 200.000 một ký. Còn nhóm này thì chưa bán được. Nhóm này hiện tại giờ chưa có giá. Không phải là chưa chín à? À, chưa chín thì chưa bán. Chín là bao nhiêu, cái loại này bao nhiêu em? 250 hả? Giờ giống như ví dụ nếu mình muốn hái trên cây đâu hái được phải không? Mình đâu chưa hái được không? Hai tuần nữa mới cho khách hái. Thường thường mà đi hướng mình này đẹp này mai, bên này quá trời nho mai, bên hướng mình đẹp hơn nè, cái hướng mình đẹp hơn nè. Chờ xíu nữa có người đem nho đến cho mình thưởng thức hả? Đúng không em? Cái khoảng cách trồng nho này bao nhiêu xa này? Kỹ thuật hả? À chú, cái này là khoảng chừng gần mét là có đầu 1 giây à. Không phải, cái đường khoảng cách nho xa này. Đây 2 mét à. Chú chỉ con về thành phố Sài Gòn con sẽ trồng một vườn nho. Chú mà không chỉ là con về con trồng món bán mít cái gì. Nhiều hơn luôn á chú. Cái vườn nho này tôi gọi nho gì ta? Ninh Thuận hả? Dạ không, nho lá Magic của Bình Thuận. Bình Thuận phải không? Nó cũng thuộc về hướng Bình Thuận nha. Dạ. Nó hướng Bình Thuận không? Hiện tại những cái chùm nho đen này nó mới có ngã màu đen thôi. Dạ. Chứ vẫn chưa có đụng chạm tới nó được. Dạ, à nó mới đen thôi chứ cũng chưa đụng chạm được. Còn mấy 10 ngày nữa. 10 ngày nữa mới tới nó được. Nói chung giờ mình quay đợt này đợt sau 10 ngày sau mình ghé mình mua vài chùm được á. Cái này mình trồng bao nhiêu tháng nữa nó mới có trái chú? 8 tháng hả? Tỷ một trồng 8 tháng 250k. Nho Mỹ. Này đưa tay đụng quên được á. À đó, rồi đúng rồi. Quá đẹp luôn ngay cả nhà. Nho này nó nho Mỹ mà dạng nho nhỏ chứ không nho lớn. Nghe mùi thơm mùi nho. Nhưng mà chưa có ăn được. Chỉ giờ hửi thôi, ngắm thôi nha cả nhà. Chứ chưa có được hái ăn nha. Đây. 1 ký là 250 nha cả nhà. 1 ký nho là 250. Còn cái này là màu xanh là nó sẽ chưa chín là nó sẽ là màu xanh, nó mới hồng hồng thôi cả nhà. Nho màu xanh là nho đây nè. Không, cũng là nó luôn nhưng mà nó còn non, còn nhỏ, nó xanh. Bắt đầu nó mới chuyển qua cái màu hồng hồng xanh đậm. Bắt đầu chín là nó mới chuyển qua màu đen kìa. Đây đó. Cái này có thể ăn được nè. Nhưng mà nhân viên đó là 2 tuần nữa mình mới ăn. 2 tuần nữa phải không? Ừ, 2 tuần nữa mới cho hái. Quá xuất sắc vườn nho luôn cả nhà. Ở đây là sâu á, có sâu là người ta tự bắt nha, tự chăm bón. Nhưng mà chim á là người ta phải bẫy. Trời ơi, cả nhà nghe cái tiếng chim nó kêu không? Ta bẫy chim nó sợ xuống ăn á. Quá đẹp luôn rồi cả nhà. Bằng máy. Đúng rồi đó. Ta mở để cho mấy con chim nó nghe nó sợ nó nhâm vô. Nếu mua cắt thì quay xuống kia được phải không? Được thì xuống kia mua. Rồi. Dạ, ok. Rồi. Dạ, đưa tay giống như mình đi. Dạ. Mình
rồi 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 nho này là của ở Phan Thiết Bình Thuận nha cả nhà. Hôm nay mình đi Bình Thuận mình ghé vườn nho. Mình trời mưa, tuy rằng mưa đường sình lội nhưng mình cũng dán vô cái quay clip đem về cho khán giả của mình xem. Các bạn xem nhớ ủng hộ Mai Mai Vlog nha. Gần gần bên cái tay mình sát sát luôn nè cả nhà. Đây có cái chùm nho nào đẹp đẹp nữa hả? Giới tài tới luôn. Quá xuất sắc luôn nha cả nhà. Hỏi thơm thơm mùi nho chín. Chứ chưa thấy ăn được. Cả nhà xem nhớ ủng hộ mình nha. Mình sẽ cố gắng ra được nhiều video hay hơn nha. Bye quá đẹp luôn nha cả nhà.